Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Chương trình chia sẻ những câu chuyện, những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và nâng cao kỹ năng thích ứng trong mỗi ngày đang sống hôm nay. Tôi là Tấn Khoa, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình. Trong ngực dạ dày ở trẻ sơ sinh là hiện tượng phổ biến xảy ra ở hơn 50% số trẻ, có thể gây ra hàng loạt khó chịu như quấy khóc, khiến trẻ nôn trớ cho thức ăn từ dạ dày tràn ngược lên thực quản. Đây là một vấn đề tưởng chừng đơn giản, nhưng lại gây ra nhiều lo lắng cho các bậc phụ huynh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và còn tác động lớn đến tâm lý và sự phát triển của trẻ. Do vậy, quan trọng là chúng ta cần nhận biết đúng nguyên nhân và tìm ra cách xử lý phù hợp để bảo vệ sức khỏe và niềm vui tuổi thơ của các con. Kính thưa quý vị, trẻ em là những mầm non cần được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách toàn diện để phát triển khỏe mạnh và thông minh. Bên cạnh những yếu tố như là chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ và môi trường sống, sức khỏe tiêu hóa đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Một trong những vấn đề tiêu hóa thường gặp ở trẻ em đó chính là trào ngược dạ dày. Một tình trạng có thể gây ra nhiều khó chịu cho trẻ nếu không được nhận diện và điều trị kịp thời. Và ngồi bên cạnh Tấn Khoa lúc này là bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Hoàng Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, người sẽ cùng chúng ta trò chuyện trong một chủ đề rất được nhiều quý phụ huynh quan tâm. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tấn Khoa sẽ được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với buổi trao đổi ngày hôm nay ạ. Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý vị khán giả. Và thưa bác sĩ, để mở đầu chương trình ngày hôm nay thì xin nhờ bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn tình trạng trào ngược dạ dày ở trẻ em là gì và do đâu mà trẻ gặp phải tình trạng này ạ? Xin cảm ơn Tấn Khoa. Thì trào ngược dạ dày thực quản đó là cái tình trạng mà những cái chất dịch ở trong dạ dày hoặc là thức ăn hoặc là những cái dịch lỏng từ dạ dày trào ngược lên ở cái đường tiêu hóa trên. Thì cái tình trạng này nó có thể rất là phổ biến ở tất cả độ tuổi, tuy nhiên tỷ lệ trẻ em mà mắc trào ngược dạ dày thực quản thì cũng khá cao. Thì trào ngược dạ dày thực quản người ta chia ra làm hai loại, đó là trào ngược dạ dày thực quản sinh lý hay là trào ngược dạ dày thực quản bệnh lý. Thì tình trạng trào ngược dạ dày sinh lý thì thường gặp ở những trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ dưới 2 tuổi. Thì cái tình trạng này thông thường nó có thể kèm nôn trớ hoặc là không. Tuy nhiên nó hoàn toàn không có gây ảnh hưởng gì đến sự phát triển của trẻ, cũng như không có gây ra những cái bệnh lý nguy hiểm cho trẻ. Ngược lại thì cái tình trạng mà trào ngược dạ dày thực quản bệnh lý thông thường thì nó có đi kèm với những cái bất thường, đặc biệt là về đường tiêu hóa, ví dụ như là thoát vị hoành hoặc là những cái bất thường liên quan tới cái màng ngăn dạ dày tá tràng, hẹp mô vị, hoặc là trong những cái bệnh lý ví dụ như là bé có phải phẫu thuật, đặc biệt là trong cái bệnh lý teo thực quản thì nó cũng dễ làm tăng lên cái tỷ lệ trào ngược dạ dày thực quản bệnh lý. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, có một thực tế đó là việc nhận diện và phát hiện sớm các triệu chứng trào ngược dạ dày có thể gặp nhiều khó khăn đối với một số quý phụ huynh mà chúng ta chưa có kinh nghiệm. Điều này khiến không ít bậc phụ huynh dễ dàng bỏ qua hoặc là nhầm lẫn với các vấn đề khác ở trẻ. Vậy thì những triệu chứng trào ngược dạ dày ở trẻ thường gặp là gì và làm sao để các bậc phụ huynh có thể nhận biết một cách chính xác để có biện pháp xử lý được kịp thời, thưa bác sĩ ạ? Thì cái triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản thì nó rất là đa dạng ở trẻ. Một số trẻ thì có thể có dễ dàng nhận biết, ví dụ như trẻ hay bị nôn, đặc biệt là sau khi bú hoặc là vừa bú no, hoặc là có thể sau bú một thời gian ngắn thì trẻ sẽ nôn những cái chất sữa mà trẻ bú, thì cái đó phụ huynh nào cũng có thể dễ nhận thấy. Tuy nhiên có một số những cái triệu chứng khác thì nó cũng có liên quan tới trào ngược dạ dày thực quản nhưng mà trẻ hoàn toàn không có nôn trớ, ví dụ như là trẻ hay bị khò khè, đặc biệt là càng bị nhiều hơn sau khi bú. Thứ hai là một số phụ huynh có thể thấy trẻ hay cáu gắt, hay quấy khóc, hoặc là rất là khó dỗ, đặc biệt là sau khi trẻ bú thì những phụ huynh nó thường rất là lo lắng tại vì không biết tại sao con mình khóc. Thì theo nguyên tắc bình thường là cứ khóc thì cho bú, nhưng mà như vậy thì có thể làm nặng thêm cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản cho trẻ. Một số trẻ thì nó sẽ có hay có những cái gắt gỏng, hoặc là những trẻ lớn hơn thì nó sẽ có những cái triệu chứng ví dụ là hôi miệng nè, hay ho, khò khè, khó thở nè, hoặc là những cái bệnh lý mà mình khó kiểm soát ví dụ như là viêm tay giữa nè, hoặc là trẻ bị sủy mà mình không có điều trị đáp ứng kịp thời. Một số trẻ khác thì nó có thể là thậm chí ói ra máu, cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến trẻ và có thể làm cho trẻ bị suy dinh dưỡng. Dạ vâng ạ, rõ ràng với những gì bác sĩ vừa chia sẻ thì có nhiều tình huống mà các bậc phụ huynh nếu như không để ý kỹ thì rất dễ nhầm lẫn với một số cái vấn đề khác ở trẻ, đúng không ạ? Và có thêm một cái nỗi lo lắng nữa ở nhiều bậc phụ huynh, đó là câu chuyện về trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ, nếu mà vì lâu về dài liệu rằng có ảnh hưởng tới sự phát triển về thể chất lẫn tinh thần của trẻ hay không. Xin hỏi bác sĩ là nếu như vấn đề trào ngược dạ dày không được can thiệp kịp thời và đúng cách thì sẽ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng ra sao đây ạ?
Thông thường thì trào ngược dạ dày thực quản mà sinh lý thì ít khi ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, và do cái cấu trúc của cái đường tiêu hóa của trẻ chưa trưởng thành ở dưới 2 tuổi, cho nên là mình có thể gặp trào ngược dạ dày thực quản sinh lý và hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì tới sức phát triển của trẻ và hoàn toàn trẻ có thể tự hết. Tuy nhiên những cái trào ngược dạ dày thực quản do bệnh lý mà mình đã nêu trước á, thì nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ về mặt chung. Thứ nhất là trẻ có dễ bị những cái vấn đề về đường hô hấp, ví dụ như trẻ hay dễ bị viêm họng nè, viêm tai giữa nè, hoặc là khò khè, viêm tiểu phế quản cái đi tái lại, hoặc là những cái trường hợp như là suyễn khó kiểm soát. Một số trẻ khác vì cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản nó nặng làm cho trẻ khó dung nạp được thức ăn, và do đó nó có thể làm cho trẻ dễ bị sụt cân nè, dễ bị mất nước, thậm chí là khó lên cân và gây ra suy dinh dưỡng, và kèm theo những cái hệ lụy của suy dinh dưỡng, ví dụ như trẻ có thể thiếu sắt, trẻ có thể nhẹ ký và giảm cái đề kháng, do đó rất dễ mắc những cái bệnh lý đi kèm. Ngoài ra thì cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản nó có thể làm cho trẻ khó nuốt nếu như nó bị viêm loét thực quản kéo dài và gây hẹp thực quản. Một số trẻ nó có thể nôn ra máu và nó có thể gây loét thực quản nặng, thì những cái trẻ đó là những yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý đặc biệt để chúng ta dẫn trẻ đi khám bác sĩ để mà mình tìm nguyên nhân và điều trị cho nó kịp thời. Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, như bác sĩ vừa chia sẻ thì rõ ràng trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ nhỏ không chỉ gây ra những triệu chứng khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ nếu như không được điều trị đúng cách. Do vậy, các bậc phụ huynh cần nhận thức đúng đắn về các phương pháp điều trị và chăm sóc để hỗ trợ cho sự phục hồi của trẻ, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tái phát. Những phương pháp nào thường được bác sĩ chỉ định để điều trị trào ngược dạ dày ở trẻ nhỏ đây ạ? Đầu tiên là chúng ta có thể là điều trị không dùng thuốc. Thì đối với những trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ dưới 2 tuổi, để làm giảm cái nguy cơ mà gây trào ngược dạ dày thực quản bệnh lý, thì đầu tiên phụ huynh cũng nên lưu ý đến việc mà cho bú sữa. Cái cách mà chúng ta cho bú đúng cách nó sẽ làm giúp cho giảm được cái tình trạng của trẻ bị trào ngược rất là hiệu quả. Đầu tiên là mẹ nên, ví dụ đối với những cái trẻ mà trào ngược dạ dày thực quản nặng thì chúng ta nên chia nhỏ cái bữa sữa cũng như cái bữa ăn của trẻ. Đừng cố dồn nén quá. Một trẻ nhiều khi nó có khả năng bú rất là tốt, thậm chí một bạn 6-7 kg có thể bú một bình 180-200. Tuy nhiên đối với những cái trẻ mà trào ngược dạ dày thực quản thì khi mà cái dạ dày của bạn không có đủ thể tích để chứa một cái lượng sữa nhiều như vậy thì rất dễ bị nôn ọc ra ngoài cũng như là vào đường thở và gây viêm phổi, viêm tiểu phế quản rất là dễ. Do đó chúng ta cần phải chia nhỏ bữa ăn tùy theo vào cái dạ dày cũng như là cái cân nặng của bạn. Thì thông thường những cái bạn bị trào ngược nặng thì mình có lưu ý là phụ huynh nên chia nhỏ bữa bú, ví dụ như một bạn 6 kg thì thông thường trào ngược nặng thì mình chỉ bú khoảng từ 90-100, thậm chí là 120 độ lại, và chút nữa mình sẽ chia nhỏ ra để mình bú tiếp, chứ không nên dùng cái cửa sữa quá nhiều để cho trẻ bú. Thứ hai là một số phụ huynh hay có cái thói quen là mình cho con ở hơi sau bú, thì cái động tác mình ở hơi rất là tốt. Tuy nhiên cái cách mà mình cho bạn ở hơi thì nó sẽ là không đúng. Nếu như mà mình cứ vác bạn lên vai để cho bú thì khi đó cái động tác này nó sẽ làm cho chèn vào cái dạ dày. Do đó bé dễ ọc sữa và chúng ta chỉ cần giữ cái tư thế bé cao đầu là được. Thì thông thường cái tư thế tốt nhất đối với những cái trẻ bị trào ngược dạ dày thực quản là khoảng 30 độ. Một số trẻ nặng thì có thể sử dụng những cái gối để chống trào ngược. Đối với những cái trẻ lớn thì trong cái chế độ ăn chúng ta lưu ý đến những thực phẩm mà có thể gây kích thích dạ dày, ví dụ như là thức ăn chua nè, thức ăn cay nè, hoặc là nước ngọt có ga nè. Đối với những trẻ lớn thì là sô cô la, cà phê, trà. Đó là những cái thức ăn nó có thể kích thích cái dạ dày của trẻ và do đó dễ làm cho trẻ tăng cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Như phụ huynh rất hay cho con uống nước chanh và nước cam, mục tiêu là để tăng cường cái sức đề kháng của mình. Tuy nhiên chúng ta sử dụng quá nhiều những cái thực phẩm mà có nhiều axit như vậy nó sẽ không tốt, đặc biệt là trên cái đối tượng mà có trào ngược dạ dày thực quản, thì chúng ta nên sử dụng thay thế. Thì có nhiều cái thực phẩm nó cũng có nhiều vitamin C, ví dụ như là có thể sử dụng nước táo, ép chuối chẳng hạn, thì nó cũng có thể thay thế, chứ không nên mà chỉ lặp lại một cái thức ăn nước cam, nước chanh hàng ngày như vậy nó không tốt cho cái chuyện trào ngược dạ dày thực quản của trẻ. Và tránh cái chuyện mà ăn no trước rồi phải sau đó chúng ta đi nằm liền hoặc là đi ngủ liền thì nó rất không tốt đối với lại việc tiêu hóa của trẻ. Thì chúng ta nên khuyên trẻ là sau khi mình ăn thì mình nên nghỉ ngơi chứ không nên chạy nhảy và đi nằm liền. Thì những cái lưu ý đó sẽ giúp cho làm giảm cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ.
một số những cái biện pháp sâu hơn, và lúc đó sẽ sử dụng những cái thuốc để làm điều hòa lại cái nhu động dạ dày, cũng như là để sử dụng những cái thuốc cao cấp hơn trong những trường hợp mà trẻ bị viêm loét dạ dày tá tràng, như là bảo vệ axit dạ dày, hạn chế kháng tiết axit dạ dày. Thì đó là những cái chỉ định mà bác sĩ có thể cho, và chúng ta chỉ việc tuân thủ điều trị theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Đối với việc mà những trẻ mà bị trào ngược nặng thì mình thường hay khuyên trẻ thêm là trẻ nên nằm đầu cao lên. Đúng. Đối với những trẻ lớn ha, còn những trẻ mà quá nặng thì chúng ta có thể xem xét cái chuyện là phẫu thuật để mà làm thắt cái cơ dạ dày, hoặc là trong những cái trường hợp mà có bệnh lý về đường tiêu hóa thì việc phẫu thuật để điều trị cái vấn đề tiêu hóa đó nó sẽ giúp làm giảm được cái tình trạng rối loạn cái cơ thắt của mông vị, cơ thắt dạ dày, nó sẽ làm giảm đi được cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Dạ vâng, rõ ràng có nhiều lưu ý và có cả những cái phương pháp mà các bậc phụ huynh có thể cân nhắc, cả cái yếu tố về việc là sử dụng phương pháp mà không dùng thuốc hay là dùng thuốc, và chắc chắn chúng ta cũng cần có những cái sự tham khảo ý kiến của bác sĩ nữa, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, trên thực tế chế độ dinh dưỡng không phù hợp hoặc là thói quen sinh hoạt sai lệch có thể là yếu tố khiến tình trạng trào ngược trở nên nghiêm trọng hơn. Do vậy, ngoài thuốc điều trị, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý đến chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt hàng ngày để có thể giúp trẻ giảm thiểu triệu chứng trào ngược dạ dày và cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin được nhờ bác sĩ có thể chia sẻ đến quý phụ huynh là những điều cần lưu ý trong việc chăm sóc trẻ để tránh tình trạng bệnh liên quan và giúp trẻ có thể phát triển khỏe mạnh ạ. Thì đối với cái chế độ ăn cũng như là chăm sóc trẻ bị trào ngược dạ dày thực quản thì mình cũng đã nêu trước nè, trong cái phương pháp mà không dùng thuốc thì phụ huynh nên lưu ý cái vấn đề mà chúng ta chăm sóc cho trẻ như thế nào cho nó đúng cách. Thì việc mà cho chia nhỏ bữa sữa cũng như là chia nhỏ những cái cữ ăn cho trẻ, hạn chế ăn quá no trong cùng một bữa ăn và sau đó nhịn đói, hoặc là chúng ta dùng nhiều cái thực phẩm có nhiều hóa chất, những cái chất kích thích dạ dày thì nó sẽ không tốt cho cái quá trình phát triển cũng như là tiêu hóa của trẻ. Ngoài ra thì chúng ta có thể tăng cường bảo vệ cái đường tiêu hóa mà sử dụng những cái thực phẩm có lợi cho đường tiêu hóa, ví dụ như là men tiêu hóa hoặc là những cái thực phẩm dinh dưỡng phù hợp cho đường tiêu hóa của trẻ. Và trong cái chế độ ăn cũng nên lưu ý tránh những cái thực phẩm gây kích thích quá dạ dày. Còn trong trường hợp mà những cái bạn mà bị trào ngược dạ dày thực quản bệnh lý do dị ứng đạm sữa bò thì chúng ta nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để mà sử dụng. Chúng ta có nhiều cách. Thứ nhất là có thể là pha thêm bột vào trong sữa của trẻ đối với những cái trẻ bị trào ngược nặng, hoặc là nó có những cái sản phẩm sữa chuyên biệt dành cho trẻ bị trào ngược dạ dày thực quản. Còn đối với nhóm trẻ mà dị ứng đạm sữa bò, chúng ta có thể sử dụng sữa thủy phân một phần hoặc là sữa thủy phân toàn phần để mà điều trị những cái ca trào ngược dạ dày thực quản nặng. Còn đối với những trẻ lớn thì chúng ta sẽ khuyên trẻ cái cách ăn cho nó điều độ, ăn hạn chế những cái thức ăn cay, chua, ăn điều độ, ăn đúng bữa và tránh ăn no hoặc là bỏ đói một bữa. Thì nó sẽ giúp cho chuyện mà trào ngược dạ dày thực quản của bác sĩ điều trị cho nó hợp lý và nó dễ cải thiện cái tình trạng mà trào ngược của trẻ. Ngoài ra thì đối với những trẻ lớn, chúng ta cũng cần phải tập cho trẻ cái thói quen vận động nè. Ngủ ngon, ngủ sớm, có một cái chế độ sinh hoạt nó hợp lý, tránh căng thẳng quá mức stress thì cũng sẽ làm giảm đi cái tình trạng mà điều trị của chúng ta nó sẽ cải thiện tốt hơn. Tại vì khi mà chúng ta stress, chúng ta căng thẳng thì nó cũng sẽ làm nặng hơn cái tình trạng trào ngược dạ dày thực quản. Cha mẹ cũng cần phải lưu ý đến những cái dấu hiệu nguy hiểm mà cần phải đưa trẻ đi tái khám trong cái quá trình mà mình theo dõi và chăm sóc những cái trẻ mà bị trào ngược dạ dày thực quản. Thứ nhất là trẻ có ói ra máu nè, trẻ bị sụt cân đáng kể hoặc là cái tình trạng có mất nước, những cái bệnh lý hô hấp nặng đi kèm, gây viêm tiểu phế quản, ho kéo dài thì những cái bạn đó nên được thăm khám bác sĩ sớm hơn để mà mình tìm ra nguyên nhân cũng như là điều trị cái trào ngược dạ dày thực quản thì nó sẽ cải thiện cho cái việc phát triển của trẻ cũng như là phòng tránh cái việc mà chúng ta sử dụng kháng sinh hoặc là những cái thuốc không có đúng chỉ định thì nó sẽ làm cho cái việc trào ngược dạ dày thực quản nó sẽ trở nên nặng hơn. Thì đó là những cái lưu ý mà phụ huynh nên cẩn thận để mà đưa trẻ đến thăm khám và điều trị kịp thời. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và thưa quý vị, trào ngược dạ dày là một vấn đề phổ biến ở trẻ em. Nhưng nếu được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này có thể được kiểm soát hiệu quả, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Để phòng ngừa trào ngược dạ dày ở trẻ em, việc thực hiện các biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả là rất quan trọng. Cha mẹ cần chú ý đến tư thế ăn uống đúng cách, cho trẻ ăn với lượng vừa phải và chia nhỏ các bữa ăn để tránh gây áp lực lên dạ dày. Ngoài ra, việc giữ vệ sinh cho trẻ, tránh cho trẻ nằm ngay sau khi ăn và tạo môi trường sống thoải mái, ít căng thẳng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ trào ngược.
Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Hoàng Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian quý báu để đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn Tấn Khoa, xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Đến đây thì thời lượng chương trình Chuyện mỗi ngày hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BPTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BPTV2 lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.